trở thành trung tâm đô thị sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh, quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức sẽ là tiền đề để không chỉ xây dựng một môi trường sống tốt hơn cho người dân mà còn là môi trường để học tập, làm việc, nghiên cứu, mang đến những giải pháp xây dựng thành phố hiệu quả. Đây là mục tiêu Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đặt ra tại hội thảo quốc tế Tầm nhìn cho đô thị sáng tạo diễn ra vào sáng nay nhằm thu nhận những ý kiến đóng góp của giới chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành cũng như trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm từ các thành phố khác trên thế giới. Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, đô thị sáng tạo phía đông thành phố gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức sẽ là mô hình phát triển đô thị công nghệ cao và đô thị thông minh, kết nối chặt chẽ, hiệu quả các chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, dịch vụ trên nền tảng công nghệ cao. Kế hoạch phát triển khu đông thành phố Hồ Chí Minh trở thành khu đô thị sáng tạo nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới chuyên gia hoạch định chiến lược, nhà khoa học trong và ngoài nước. Tại hội thảo quốc tế sáng nay, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, bước đầu, thành phố cần nhận đánh giá, phân tích đầy đủ về điều kiện thuận lợi và hạn chế, cũng như tiếp thu kinh nghiệm trên thế giới về mô hình đô thị sáng tạo. Mục tiêu xây dựng đô thị sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo sự tương tác giữa các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh muốn hỗ trợ các tỉnh xung quanh như Đồng Nai và Bình Dương để tạo nên cụm động lực phát triển kinh tế cho khu vực phía Nam. Vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh chọn 3 quận gồm quận 2, quận 9, quận Thủ Đức trở thành đô thị sáng tạo phía đông của thành phố. Vì một môi trường sống tốt và tiếp theo là một môi trường để học tập, làm việc và sáng tạo, mang đến giá trị đóng góp cho lợi ích của xã hội và thành phố, chúng ta cần phải dành tâm sức trong việc triển khai khi quy hoạch. Vì quy hoạch càng tốt, thì việc xây dựng hiệu quả hơn thông qua những phần mềm mô phỏng. Nghiên cứu chiến lược quy hoạch một cách hệ thống mà thành phố Hồ Chí Minh đã và đang làm rất tốt. Thông qua áp dụng công nghệ AR, VR mô phỏng quy hoạch, những nhà hoạch định quy hoạch có thể dự đoán được nhu cầu quy hoạch trong thời gian rất xa. Một tầm nhìn rõ ràng, công tác quy hoạch tốt và lực lượng lao động có tay nghề cao là chìa khóa để thành phố Hồ Chí Minh xây dựng khu đô thị sáng tạo thành công. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ thành phố để chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, chuyên môn, kiến thức và nguồn lực tài chính đối với chương trình quan trọng này. Về là khu đô thị phía đông thì chúng ta đã có trường, khu trường đại học, khu đại học dân tộc, khu công nghệ cao là gần như một cái cụm mà có thể nói rằng là hơn 1.000 tiến sĩ nhà khoa học đã đang làm việc ở đó, hơn 100.000 sinh viên đang nghiên cứu, đang học tập ở đó như đồng chí Bí thư đã nói. Thế thì chúng ta là khu công nghệ cao đang ứng dụng tất cả các sản phẩm, các công nghệ vào thành quả của cái sản phẩm của chúng ta. Tầm nhìn của khu đô thị sáng tạo còn là hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của thành phố trên nền tảng phát triển kinh tế tri thức. Các chuyên gia khoa học và chiến lược tại hội thảo cũng nêu ra những yêu cầu quan trọng trong quy hoạch đô thị, xây dựng chính sách, lộ trình, cơ chế khuyến khích, gợi ý giải pháp cho khu đô thị sáng tạo. Một đô thị sáng tạo phải là nơi tập trung những tập đoàn công nghệ, viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo để tạo thành hệ sinh thái, thông qua đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chọn một đột phá thì có nghĩa là phải chọn một cái gì đó làm cho ra tấm ra món và có khả năng thành công. Thì nếu mà nhìn cả thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì rõ ràng là khu đông là một cái thuận lợi nhất, và nó còn có một cái này nữa nếu mà chúng ta nhìn xa hơn ấy, tức là khi mà chúng ta muốn sửa những cái trục trặc mà dân số kẹt xe ngập nước ô nhiễm ở cái khu trung tâm hiện hữu ấy, thì chúng ta phải chọn một cái nơi nào đó để mà gọi là chuyển dần, chúng ta làm một cái nơi tốt hơn thì bắt đầu là chuyển dần ở nơi đây ra và bắt đầu chúng ta gọi là tái phát triển lại cái khu hiện hữu. Trong năm 2018, thành phố mong muốn sẽ tổ chức cuộc thi để lựa chọn các hãng tư vấn quốc tế hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh xây dựng tầm nhìn và các bước triển khai cụ thể cho đô thị sáng tạo, sau đó xây dựng quy hoạch tổng thể cho đô thị đổi mới sáng tạo thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh cùng các sở ban ngành luôn đón nhận những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, tổ chức nhằm xây dựng khu đô thị sáng tạo hiệu quả, phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra những thách thức mà thành phố cần giải quyết sớm, đó là vấn đề kẹt xe, ngập nước, nhà ở cho người dân, ô nhiễm không khí. Trong đó, đô thị sáng tạo sẽ là môi trường thúc đẩy truyền thống về đổi mới sáng tạo, khơi dậy sức mạnh của mỗi người dân cùng chung tay phát triển thành phố Hồ Chí Minh.